Ôi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 9 giờ 10 phút tối ngày 1 tháng 2 2024 và đây là khu vực chợ Bến Thành, quận Nhất. Tối hôm nay ngay tại đây, các bạn xem nè ha, rất rất đông luôn. Và đây chính là ngày hội văn hóa dân gian. Bây giờ chúng ta sẽ vô nha. Tối nay là lễ khai mạc các bạn. Sáng rực một góc đường luôn. Ở đây chúng ta sẽ thấy họ bán một số sản phẩm ha. Để xem. Bánh kẹp tảo biển vị nấm. Sen nấm muối hồng Himalaya. Trà bông nấm tảo biển. Ngày hội văn hóa dân gian để xem có những trò chơi như thế nào nữa. Khách Tây, khách ta rất rất đông. Ở đây có hai con rồng năm Giáp Thìn ha. Rồi chúng ta bước qua khu vực này. Ở đây là chơi cái trò chơi nhảy qua những cái cây tre đó các bạn. Đông quá trời là không có chen vô được các bạn. Có hai bạn gái chuẩn bị chơi nha. Không có cách nào quay được. Đông quá. Khó chen vô, các bạn đợi chút xíu nha. Mình nghĩ là mình sẽ xoay một vòng bên góc tay phải. Đây, chúng ta đi ra xoay một vòng nha. Rồi, chúng ta chuẩn bị xem hai con này nhảy thế nào. Dính. Để xem, một, hai, đó. Trời ơi, mang guốc. Để coi ha, nhảy lại coi được không. Đợi chút xíu các bạn. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Đó, được rồi, ok. Để xem câu này, được không? Rồi, được rồi, ok. Chúng ta đi nha. Do là khu vực trung tâm ha, do đó là du khách đổ về đây rất rất nhiều. Để xem ngày hội văn hóa dân gian ở đây sẽ bán những món gì, có đặc sản gì không. Ở đây chúng ta sẽ có mực hoa dừa tươi. Ở cái phần này thì mình đã từng thưởng thức rồi, đây là đặc sản Trà Vinh các bạn. Đây, chúng ta cùng nhìn nha. Mực hoa dừa. Kế bên có nước tương. Mình nghĩ là khu vực này chỉ hoạt động tốt vào buổi chiều tối mát mẻ thôi. Chứ còn như buổi sáng đây sẽ vô cùng nóng. Và đây là khu vực bán phở rồi. Phở bò, phở gà. Rồi, chúng ta xem nha. Đây là phở gà. Bánh mì pate. Bánh mì pate trứng. Cô chủ nói là ngon lắm. Rồi, chúng ta đi ăn tối rồi. Bánh mì pate trứng. Tiếp tục qua đây để xem bán cái gì. Đồng quá trời đồng luôn các bạn. Đụng tay nhau không á. Ở đây bán bún riêu 50.000 đồng. Bánh tráng trộn 40. Cô Tây này rất là vui, cô chào một cái nha. Bún riêu 50.000 đồng trong một cái tô gọi là bằng tô giấy các bạn, rất nhỏ, nói chung là khách Tây ăn thôi. Ở đây bán trà sữa nha.
Đó, gạo rang, hồng trà, caramel. Tô đó 50 ngàn, khó lòng thu hút được khách Việt Nam. Rồi, nước ép dưa hấu Cam Vắt, nước chanh leo là gì? Chanh leo cho chanh dây nè. Đồng ơi là đồng, chủ yếu là đi đi ngắm ngắm nhìn nhau. Qua đây sẽ có một số sản phẩm giỏ sách. Có chữ Việt Nam. Đồ sơn mài. Rồi xoay qua khúc này hang. Cơ bản là có người làm nên lễ hội. Ở đây có trò chơi phi tiêu trúng thưởng một vé 7 tiêu 40 ngàn, nổ không 1-2 bóng, bình nước cà rốt, nổ 3-4 bóng, gấu bông, búa, nổ 5 bóng, đấm lưng, gồ massage đầu, nổ 6 bóng, gấu bông chuối logo lớn, nổ 7 bóng, gấu bông tự chọn, để xem. Rồi, chúng ta lướt qua đây xem cái đồ họ tặng như thế nào đây. 40 ngàn nha. Đó. Tiếp tục qua đây. Ơi, xa xa chúng ta thấy nặng tò he. Đây, nhiều lắm các bạn. Mà nói thật là bây giờ bội thật đó các bạn, đi đâu cũng thấy cái nặng tò he hết. Dường như có một số nơi đó là chủ lực luôn á. Có nghĩa là cái món gì mà gọi là dân gian, cái gì là lấy nặng tò he ra thôi. Ý mình nói là những cái khác thì là ít đưa lên đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nặng hình con rồng nè. Đó, khá đẹp. Cái này còn nhỏ ha. Sẽ có một con rất rất lớn đó ngay góc bên bển. Bạn này chắc người Ấn Độ rồi, mua một cây. Đó, nguyên con rồng lớn luôn các bạn. Đó, họ nặng lên nha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh hơn nè, cái con rồng này các bạn xem. Ừ. Nặng cũng khá là đẹp, cũng oai hùng các bạn nha. Nhưng mà phải chi mập mạp hơn chút xíu nữa sẽ đạp hơn. Rồi, tiếp tục qua đây các bạn. Đồng quá, khó đi ghê luôn á. Chen nhau mà đi. Ngay phía bên góc tay trái là cái khu vực sân khấu nha. Hôm nay là ngày khai mạc. Ở bên ngoài mình không có thấy cái thời gian họ ghi là hoạt động tới ngày mấy. Nhìn có hỏi một anh bảo vệ thì anh nói là hoạt động tới mùng 2 Tết. Không biết có phải như vậy không, nhưng mà dù sao hôm nay là ngày khai mạc thì chắc chắn cũng sẽ còn khoảng thời gian đó các bạn. Họ đã dựng nên nhiều công trình thế này mà. Đó, 2024.
chợ Bình Thạnh. Bên góc tay phải chúng ta sẽ thấy họ dựng một cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi và lúa. Cái này chỉ là biểu tượng các bạn ha. Đây là lúa nè, lúa này lúa thiệt, cúc mâm xôi thiệt, nhưng mà cây cầu tre đó là không có đi được đâu, không thể nào bước lên. Dù sao thì dựng cái này cũng có cái hay hay đó. Rồi qua góc này chúng ta thấy áo dài. Áo dài đây, cho thuê áo dài các bạn. Thuê để chụp hình từ 80.000 đồng nha. Đó, chỉ từ 80.000 đồng mà ghi vậy. Đây chúng ta lướt vô một số mẫu. Rồi đi ra ngoài luôn. Qua góc này họ ghi rất là dữ dằn, tinh hoa ẩm thực Việt. Để xem tinh hoa ẩm thực Việt ở đây là tinh hoa gì đây. Minh Anh. Dạ thưa, tinh hoa ẩm thực Việt đó là xúc xích, khoai tây chiên, trời ơi, các loại trà sữa, rồi nước chanh dây, rồi khoai tây chiên, rồi xúc xích. Đó, cũng vậy thôi, chỗ nào lễ hội cũng vậy. Rồi lại cơm lam đó, rồi lại thịt nướng đó, tinh hoa ẩm thực Việt. Thà là đừng có ghi cái câu đó các bạn. Tinh hoa ẩm thực Việt. Bên đây cũng vậy luôn, cũng là ba cái đồ xúc xích, nước mía ghim, ba cái thức ăn nhanh, cũng ba cái loại trà này. Còn thêm cái là cái ốc luộc, xin lỗi, ốc hấp. Lại cái lại cũng thịt nướng các bạn ơi. Rồi cũng thịt nướng, cũng xúc xích, xúc xích bạch tuộc. Có gì khác không? Vậy là ba phần rồi đó các bạn. Đây mình xoay một góc các bạn xem nha. Đó. Gọi đu đủ. Rồi lần kia cũng xúc xích luôn. Hết. Như vậy về cái gọi là tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt thì chiếm 80%, 85% chính là xúc xích và cơm lam. Phía trước mặt các bạn cũng vậy luôn. Và gỏi đu đủ. Rồi còn nhập thêm một cái món nữa, đó là xúc xích nướng trên sỏi. Và đây là ốc. Mình xin lỗi nhưng mà thực sự mà nói rất rất nghèo ý tưởng các bạn. Ở Sài Gòn đi bao nhiêu cái lễ hội ẩm thực Việt, tại sao cứ 80-90% toàn bộ là xúc xích? Mà ghi cái câu này, nếu thực sự mà khách nước ngoài họ đọc họ hiểu được, xong họ ăn xong không biết là họ nghĩ như thế nào về ẩm thực Việt Nam. Qua đây bán vàng bạc đá quý, nó nhập từ Hàn Quốc, hàng hàng đó, có giá 80.000 đồng. Bạn nào ở Hàn Quốc xác nhận cho mình xem có những cái mặt hàng này không, 80.000 đồng thôi. Chưa tới 4 đô Mỹ ha. Rồi xoay một vòng hết. Ở đây có một cái trò chơi cũng khá là vui, đó chính là bịt mắt đập heo. Rồi các bạn xem coi em này đập được không ha. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp về tình hình Tết ở Sài Gòn, đặc biệt là các chợ hoa Tết và chợ Tết. Và chúng ta đã đi qua khá nhiều chợ hoa Tết rồi. Từ chợ hoa Tết Bến Bình Đông, công viên 23 tháng 9 quận Nhất, chợ hoa Tết gần phi trường Tân Sơn Nhất, chợ hoa Tết Vành Đai Trong quận Bình Tân, rồi khúc quận 5, rồi chợ hoa Tết Trần Xuân Soạn,
quận 7 trên bến dưới thuyền. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục các chợ hoa Tết ở Sài Gòn ha.